Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ, chúc mừng đội tuyển nữ Hà Lan, các bạn thi đấu tốt, trình độ hơn chúng tôi, chúc mừng các bạn đã vào vòng 1/8. Tuyển nữ Việt Nam không thể so sánh được với họ, chúng tôi lực bất tòng tâm. Tinh thần của các cầu thủ hôm nay cao rồi nhưng không khỏa lấp được sự thua kém về chuyên môn, chúng tôi thua thực sự xứng đáng. Huấn luyện viên Mai Đức Chung thừa nhận đối thủ Hà Lan quá mạnh, ảnh AP. Chúng tôi chuẩn bị hơn một năm cho World Cup, VFF đã tạo điều kiện để cọ sát, để tiến bộ, nhưng chúng ta còn phải làm việc nhiều hơn nữa để khỏa lấp hạn chế chuyên môn. Thay mặt toàn đội, tôi xin cảm ơn người hâm mộ trong và ngoài nước ủng hộ đội tuyển trong những trận đấu vừa qua. Chiến lược gia 74 tuổi chia sẻ bất ngờ về kết quả trận đấu, tỷ số 0-7 là bình thường, trình độ như tuyển nữ Việt Nam đá với Hà Lan thì thua vậy là bình thường. Chúng tôi thoải mái, không quá áp lực bởi chúng tôi thua kém về trình độ. Tỷ số thua như vậy thậm chí còn ít, tôi còn sợ thua nhiều hơn cơ. Toàn đội cũng đã rất cố gắng, tôi cũng mong đội bảng E là Mỹ hoặc Hà Lan vào chung kết để cho thấy chúng tôi thua họ là xứng đáng. Tôi rất hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ nữ. Tinh thần rất là tốt, nhưng còn thua thiệt về tầm vóc chuyên môn, toàn diện trước đội bạn. Ba trận vừa qua thủng lưới 12 bàn, rõ ràng trình độ toàn đội còn thấp. Ở châu Á chúng ta trình độ cũng thấp, nỗ lực trong thời gian qua là điều quá tuyệt vời. Cảm ơn VFF đã tạo điều kiện để trước khi vào World Cup có những trận đấu rèn luyện, rút kinh nghiệm để có kết quả như tại vòng bảng. Nếu không có đợt tập huấn trước giải, thì ba trận vòng bảng sợ còn tệ hơn. Chúng tôi còn nhiều vấn đề phải tính toán cho tương lai. Các cầu thủ khi về Việt Nam cần làm gương cho các cầu thủ trẻ phấn đấu tập luyện, động viên cầu thủ nâng cấp nhiều mặt như tăng cường chiều cao, tập luyện trong các môi trường như trường học. Nhiều giải đấu phong trào cần được tổ chức. Tôi nghĩ việc chỉ có 5-6 câu lạc bộ là còn bất cập về bóng đá nữ. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đánh giá chung về toàn đội ở World Cup 2023. Về trường hợp Thúy Nga và Thùy Trang chưa ra sân World Cup 2023, huấn luyện viên Mai Đức Chung lý giải, tôi rất mong muốn đưa họ vào sân. Chính bản thân tôi khi đi họp FIFA yêu cầu trận đấu được thay 6 người nhưng không được. Tôi cùng một số đội đều đề nghị vậy. Bóng đá nữ sức lực kém hơn nam, cần thay nhiều cầu thủ. Vì lý do đó, chúng tôi phải tính toán thay người sao cho hợp lý. Thùy Trang tích cực tập luyện, rất khát khao, nhưng thể lực hơi yếu và lớn tuổi. Điều đó khiến tôi cẩn trọng, tránh việc có vấn đề mất người. Những vị trí khỏe tôi xếp trước. Sau đó những cầu thủ dự bị vào sân là phần thưởng xứng đáng cho từng cá nhân. Cuối cùng liên quan đến kế hoạch của toàn đội hướng đến ASEAN 19, huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ, sau World Cup các cầu thủ sẽ được nghỉ một tuần, họ về nhà ngày 3 tháng 8 và tập trung trở lại ngày 10 tháng 8. Mục tiêu hướng tới ASEAN 19 ở Hàng Châu và vòng loại Olympic Paris. Về phần mình, tôi chưa thể nói gì đến việc gia hạn, tạm thời tôi sẽ làm việc đến hết năm nay. Tôi chưa thể nói gì về tương lai, hay việc tuyển nữ Việt Nam tiếp tục dự World Cup hay không. Nhưng nếu được mời dự World Cup, tôi vẫn sẽ đi vì đó vừa là phần thưởng, vừa là sự động viên. Tôi sẵn sàng hỗ trợ người làm bóng đá nữ tốt hơn. FIFA đã tăng số đội dự World Cup nam lên 48 đội và hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội. Tôi mong bóng đá nữ là khích lệ để đội tuyển nam chơi tốt hơn và tiến bộ trong thời gian tới.